Mít ngon như này không ăn thì ăn nhỉ? Ăn đi. Ôi, alo Khánh à? Anh Thi à? Em cứ nói đi. Em ở Thiên đang cà phê. Ôi chị ơi, người một nhà cả ma, sao phải khách sáo thế nhở? Không cần tiền nong gì đâu. Thôi, em cứ cầm lấy, đưa cho nó. Cái thằng này, cứ cầm lấy, không thì đưa cho bạn gái. Chẳng nhẽ nó làm không công như mày. Gớm, mấy đứa chúng mày á, xúm lại mà làm ăn được đấy. Biết tính toán như thế này thì về giúp cho bố mẹ chứ, chả thấy gì cả. Vâng quận, nó bán online cho nhà nó từ lâu rồi. Thuê người review hội nhóm các thứ. Thằng này đường quang nó không đi, nhưng bụi rậm nó chui vào hết rồi. Biết bán trà khá như thế này á thì cháu phải nhảy vào lâu rồi. Quảng cáo là một chuyện, nhưng khách hàng đều phản hồi là trà nhà mình uống rất đậm vị. Kiểu này á, có khi phải mở thương hiệu trà trái cây riêng bên cạnh Bích Vân Trà rồi phát triển thành chuỗi, bán nhượng quyền nữa. Này, thằng này nghĩ là nó chỉ biết ăn biết chơi thôi nhỉ? Muốn vào chuỗi trà này á, phải làm con rể đó nhá. Ôi, thằng ơi, rể nào, rể nhà ai? Con tranh nhà mình nó có lò hoa có chủ rồi còn cái gì nữa? Thế con Thi đi này. Ê, này này này, thôi được rồi, chị cúp máy nhá. Cứ thế đã nhá. Cô chú nói chuyện buồn cười thế nhỉ? Cho nói cho cô chú biết nhá. Con Thanh nhà cô chú là hoa có chủ thì đã đành. Thế còn cháu á, mà muốn sáng được cả cháu á, le ve vào cháu á, lâu nhá, xe. Giỡn thằng nào. Cháu không phải người như thế nào chứ. Cháu cứ nghĩ đến cái thằng đấy á, dùng hết cả mình lên ấy. Cái thằng này trông thế mà nhát gan nhỉ? Hoa có gai mới là hoa xịn chứ. Ý nói gì đấy? Nhà không phải nịnh nhá. Ở đây không nào xịn. Ôi khiếp, lại dùng mình phát thứ hai này, kinh quá. Mít. Cái con bé này bảo sao ế, chán lắm ý. Cháu không ế, ế là su thế nhá. Cô chú bật cười. Thơm ăn đi. Hoa gai xịn rồi này. Ăn đi. Alo, anh đây. Anh đã suy nghĩ về cái chuyện em nói với anh lần trước ấy. Và anh muốn nói với em là sao? Là anh muốn sao? Là em có thể cho anh suy nghĩ thêm một thời gian nữa được không? Nghĩ gì mà nghĩ lắm thế? 3 ngày rồi. Tưởng quyết định cái gì lại suy nghĩ tiếp. Anh nghĩ dở hơi à? Tôi không cần anh có trách nhiệm đâu. Đừng có gọi điện thêm lung tung nữa. Mất thời gian. Tôi bận lắm. Nhá. Ở đây. Anh ơi. Giời ơi. Người ta xin cho thì cho ông cho thôi. Làm cái gì phải nhặng chị lên thế? Ôi. Có gái, anh có gái, anh tôi có gái đúng không? Như nào? Trời ấm anh tuổi 15 mà. Cái nào đây? Cái thằng điên này làm tao giật cả mình. Ui lại còn giật cả mình nữa, lỗi đáng yêu thế nhở. Thế đến đoạn nào rồi? Nắm được tay chưa? Dây được chân chưa? Tôi xoa được má chưa? Đấy, còn phải nói với bác Thủy nữa. Nếu mà anh không nói nhanh nhá, bác Thủy cắt duyên âm anh luôn. Này này, tao cấm mày hé răng nửa lời bác Thủy nhá. Mày mà nói là chết với tao đấy. Kìa, yêu phải bạn nào mà kinh thế? Thôi, mày đừng gọi nữa đi. Thì thôi. Cái thái độ mày kiểu gì đấy? Thế bây giờ em hỏi anh, cái bí mật của anh ấy, tầm khoảng đôi hôm nữa thôi, chị Thanh mà biết thì cái chị ý nhá, kể cả ở trên sao hỏa hay là dưới đáy xã hội nhá, chị kéo lên cho bằng được. Ôi giời ơi, tao khổ quá Thiên ơi. Ôi tôi chết rồi. Anh mình yêu phải gái hư, nó tán xong nó bỏ à. Trời ơi, bằng này tuổi rồi để con gái nó bỏ cho nữa. Sống thế là người ai làm thế. Ê, tự nhiên bất giác tôi giật mình. Ê, chuyện này có thực sự nghiêm túc không? Thật hay đùa? Tao cũng đang chưa bắt kịp tình huống đây. Ô, tự nhiên bây giờ mình lại có đứa cháu. Mà này, mọi thứ nó xảy ra đơn giản thì nó đơn giản, nó phức tạp thì nó cũng phức tạp thật. Mà phức tạp từ từ thôi chứ phức tạp kiểu tạch này đỡ sao kịp. Này, đơn giản cái củ trỏ mồm. Tóm lại là tao tạch, tao đùng, được chưa? Cả đời làm cái gì cũng trượt. Mỗi cái chuyện đẻ tự nhiên một phát trúng luôn. Mày cười đi, không hề buồn cười. Đen vãi lúa. Đấy, cái thằng ăn chơi chắc táng như mày thì không bao giờ chịu hậu quả. Còn cái người sống hiền lành đức độ như anh thì tự nhiên lại
dính trưởng. Anh không phải là ở hiền thì gặp lành, mình hiền đôi khi mà mình ngơ nha anh. Em nha, bad boy á, nó cũng có cái giá của bad boy. Ăn chơi nó cũng có cái giá của ăn chơi. Em đứt mắt ra đời 18 tuổi em cũng phải tìm hiểu chuyên môn, chuyên ngành các thứ. Ngày xưa em ôm 3 quyển sách sinh học, em học hàng ngày đấy anh. Ngày xưa nhá, hội thi gọi là gì? Sức khỏe sinh sản toàn thành phố lại giải nhất là thằng này, ok. Cái gì đấy? Chứ đâu như anh đâu, cái gì mà tự nhiên là bây giờ khổ mình khổ người ta, đúng không? Làm sao mà tao lường trước được? Thì hôm đấy nó vui quá, rồi say quá, rồi nó đưa tao về. Ui, đúng là trẻ không hư, già ngốc nghếch. Hay là... Thực ra, người ta thích anh ấy thật thì sao nhỉ? Không được, không đúng, gu người ta không thể mặn như thế được. Thật. Thích cái gì mà thích? Ơi mặn. Làm việc với nhau mấy năm rồi, có bao giờ nó nói chuyện với tao nửa lời đâu mà thích. Ô, thế bây giờ anh tính thế nào? Hay là... Nào thế anh... ngơ ngây thơ, dạo này là mấy chị em kiểu gọi là thích đi săn mấy anh gọi là thỏ lắm. Lương nó cao gấp 3, gấp 4 lần tao, nó thích tao ở chỗ nào? Mà chính nó còn nói là nó không cần chịu trách nhiệm. Thế bây giờ cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng. Thế bây giờ anh tính thế nào? Nói chung không biết tính thế nào luôn ấy. Anh nhìn em cái gì? Em lại anh đấy, cái trường hợp này em chịu. Ông cố em sống dậy cũng không cứu được đâu. Riêng cái khoản mà gọi là kinh nghiệm oe này là em zero nhá. Mà bây giờ anh nghĩ thì anh nghĩ luôn cái cách làm thế nào để nói chuyện với hai bác đi. Chứ em thấy là ấy, cái câu chuyện này nói với hai bác là cũng loạn nhà đấy. Thôi giờ này đừng có bảo tao nói chuyện với bố mẹ tao. Mà tài thật đấy. Tự nhiên ông anh trai mình hư vui vui cái loi ra luôn đứa cháu. Ê, hôm trước anh ăn mì bằng tay thì thôi hôm nay em uống cà phê bằng mũi đi. Thôi đi, cái thằng này. Nhìn ông anh mày đi, vò đầu bứt tóc là hói luôn cả đầu rồi cái kìa mà ngồi đấy mà đâm trọt châm chia. Đủ. Giờ này mà mới vẫn trêu tao được hả? Mất hiểu. Em cũng bị lăn tăn mà em cũng không đang nghĩ nữa, em cũng phải suy nghĩ mà. Hiểu. Có khi chú chuyển sang làm shipper thì chú vừa giao cho cháu hai đơn hàng thành công rồi đấy. Eo ơi, cháu cảm ơn chú nhá. Chú có biết không, từ nãy đến giờ cháu gọi shipper mãi mà không được. Mà không hiểu là cái ông Thắng với thằng Thiên là cháu tự nhiên trốn đi đâu mất tăm luôn. Cái con bé này, không phải cảm ơn, tiện đường chú đi về nhà thôi. Mà nhìn chúng mày bán được hàng thế này chú cũng mừng. Bên này là cứu Bắc Thành một bàn thua trông thấy đấy. À, chú biết không, cái chỗ trà của bố cháu đấy, bọn cháu bán gần hết rồi. Yeah. Bọn cháu đang tính là nhập thêm trà nữa để bán. Bởi vì là bán đang chạy như thế này mà nghỉ thì tiếc lắm. Cháu với cái Thanh bàn với nhau là có khi phải nói chuyện với bố cháu. Thì xong sau đấy nhá, mình sẽ nhập thêm trà này, xong rồi là mình sẽ mở cửa hàng này, mình bán trà trái cây thương hiệu nhà mình luôn. Chuẩn. Thằng Khánh nó nói đúng đấy. Phải mở rộng sản xuất kinh doanh như nhà chú ấy. Hiểu không? Mình phải có thương hiệu trà riêng của mình. Nhà mình có vườn trà riêng, lo cái gì nha. Nhưng mà cháu chỉ sợ là bố cháu ấy không đồng ý thôi. Mình cứ thông báo cái chuyện bán hết trà trước, rồi từ từ mình theo dõi thái độ thế nào thì mình mới nói tiếp, đúng chưa? Mày cứ phải nghe chú. Nhưng mà chú ơi, bọn cháu mới tìm được một cái mặt bằng ấy ở gần ngay nhà mình thôi. Đẹp, đẹp lắm. Nếu mà mở tiệm trà ở đấy thì rất là phù hợp. Nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu là phải cọc tiền trước thì người ta mới giữ cho. Thế á? Thế chúng mày có bao nhiêu rồi? Tính cả tiền của cháu nữa ấy. Nhưng nói chung là tất cả các tiền cộng vào ấy thì vẫn không đủ chú ạ. Vì nhá, lại còn nếu mà mở mặt bằng đấy này thì mình phải có cả tiền decor này, tiền trang trí, tiền máy móc. Nói chung là rất nhiều các cái loại tiền khác. Thế nên là cháu nghĩ chỉ có cách là nói chuyện với bố cháu và bố cháu đầu tư cho thì mới ổn chú ạ. Mở tiệm trà luôn thì chắc là chưa được. Để chú tính xem nào. Chú tính á? Chú tính cách nào? Chứ nhất quyết là cháu với cái Thanh là không nói chuyện với cô Lan đâu. Chúng mày dở hơi à? Nói với cô ấy bô lô ba la thì hỏng hết chuyện. Thôi được rồi, chú cho chúng mày vay. Chú á?
chú lấy đâu ra tiền mà cho chúng cháu vay? Chú có tí quỹ đen. Eo ơi, chú có quỹ đen đó chú Vũ. Cái con này, mày hét to đấy, mày định ám sát chú à? Ôi dồi ôi, em ơi chú Phú ơi, chú là người đàn ông duy nhất trên cái cuộc đời này là cháu tin tưởng không bao giờ có quỹ đen. Thế mà bây giờ chú có quỹ đen ấy, thì cháu còn biết tin vào ai trên cái cõi đời đấy nữa. Đúng rồi, chúng mày trẻ người non dạ. Chú ấy là phải có tí tiền lận lưng, được chưa? Ôi. Cô mày nhá, giận chú con gái là đuổi chú ra khỏi nhà. Cái lúc ấy chú ra đường, chú biết ăn đâu ngủ đâu, chẳng lẽ chết đói chết khát ở đường. Chú khôn ra đấy. Eo ơi, chú đúng là cao thủ đấy. Chuyện